Rồi, chào quý anh chị các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Nhiều bác hỏi em là xe cũ chú bán ở đâu, uy tín không hay bán xe gì. Thì em cũng xin thưa là bên em là Hà Nội K, em cộng tác và phân phối chính thức với Hà Nội K, địa chỉ 99 Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội. Showroom mới mở vào tháng 4 2021. Đây là showroom có thể nói là Lexus lướt và Merc lướt rất là uy tín và gần như là duy nhất về Lexus tại Hà Nội, đúng không ạ? Lexus lướt thì hay là mua Lexus mới ấy, thì hiện nay Lexus mới các bác chỉ có hai lựa chọn thôi. Chính hãng chúng ta có Lexus Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội và Lexus Sài Gòn. Showroom gara ngoài thì em không nói nhá. Lướt hiện nay uy tín thì bọn em mới mở, đặc biệt cần uy tín. Và bên em ngoài Lexus có rất nhiều Mercedes-Benz hay một số mẫu xe thông dụng khác như Ford Ranger này, Toyota Camry, Toyota Senna, Honda CR-V nhập khẩu. Mức giá đa phần dao động vào khoảng từ 700 triệu đến hơn 4 tỷ. Thậm chí có những chiếc xe Lexus RX 350 300T mới hoàn toàn vừa lăn bánh. Và bên em cũng có cơ hội may hay là nhập về được và đã bán rất là nhanh rồi. Nên là quý anh chị có nhu cầu tìm mua xe lướt, xe sang uy tín và cần một nơi để chúng ta tin tưởng lựa chọn một xe thì có thể qua xem xe trực tiếp bên em. Quý hàng có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc qua công viên Cầu Giấy để bên em sắp xếp nhân viên qua đón nhé. Đây đơn giản như là chúng ta có một chiếc xe này là NX 300 2020 cực lướt và xe này bên em nhận cọc rồi nhé. Thời điểm trước là bán là 2 tỷ 650 triệu đồng. Đó, xe này bay rồi, ngừng giao dịch rồi. Chờ khách hàng đến lấy thôi. Bên cạnh chúng ta có Lexus GS 350 2012. Xe này thì bên em vẫn còn và hiện nay đang bán là 1 tỷ 495 triệu đồng. Màu đỏ đó. Đây, Toyota Camry 2019 nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc 975 triệu đồng. CRV 2018 nhập khẩu cũng 970. Đây, Camry phong cũ này, sản xuất trong nước này. Mercedes hay Lexus thì cũng rất là nhiều. Rồi em quay nhanh qua một số xe thôi, và cụ thể xe như nào thì mình có thể theo dõi trên hoặc liên hệ trực tiếp với em để có cái lựa chọn mua xe tốt nhất nhé. Bên em sẽ liên tục cập nhật giá xe mới, giá xe cũ, xe lướt mà bên em có cơ hội mua hay quý khách hàng có nhu cầu mua và bán thì có thể liên hệ trực tiếp. Rất mong được quý anh chị ủng hộ và xin cảm ơn. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.